Tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thanh Hồng về vấn nạn sim giác kéo dài, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, sim giác là khái niệm chưa được định nghĩa trong văn bản pháp luật. Đây là từ thường dùng để chỉ sim không có thông tin chính xác về người dùng và không tìm ra người dùng. Sim giác tồn tại dưới hai dạng: kích hoạt sẵn tồn tại trên kênh phân phối, có thể mua dễ dàng và sim đã đến tay người tiêu dùng. Giải pháp căn cơ hiện nay là phải chính danh người dùng sim, yêu cầu người dùng phải đăng ký đầy đủ thông tin cơ sở dữ liệu căn cước công dân, có ảnh, có vân tay. Trong khi Việt Nam chưa có cơ sở dữ liệu về căn cước công dân, thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã triển khai một số biện pháp để ngăn chặn thực trạng này. Trong đó, đã từng thực hiện chính sách thu hồi sim giác. Từ tháng 7 năm 2017, các nhà mạng triển khai thực hiện đăng ký lại thông tin thuê bao. Trong đó có triển khai yêu cầu chụp ảnh để xác định chủ sử dụng sim. Những thuê bao nào chưa đủ thông tin mà không đăng ký lại thì các nhà mạng coi là sim giác và sẽ cắt dịch vụ. Trong thời gian tới, để hạn chế thực trạng này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sim mới sẽ phải đăng ký đầy đủ thông tin, bao gồm cả việc chụp ảnh chân dung người sử dụng. Yêu cầu các nhà mạng không đưa ra thị trường sim giá rẻ để tránh việc dùng sim thay thẻ điện thoại. Đồng thời nghiên cứu công nghệ nhận dạng và xác thực ảnh chụp với ảnh chứng minh thư. Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao tập đoàn VNPT phát triển công nghệ này. Dự kiến việc này sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2019. Công nghệ mới không chỉ giúp việc đăng ký sim mà còn giúp xác thực trong việc đăng ký nhiều loại thẻ và dịch vụ khác. Làm được ba việc này thì giải quyết được vấn nạn sim giác một cách đáng kể, trong khi đợi giải pháp căn cơ là xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước công dân.